cả nhà buổi sáng. Ôi nó trời đẹp quá. Hello cả nhà, chào cả nhà buổi sáng nha. Chủ nhật hôm nay trời rất là đẹp luôn, mới ngủ dậy. Bây giờ Nhung với lại ông xã đi thay nhớt xe, thay nhớt xe của ông xã mình đó. Đó, chút xíu mình quay cho cả nhà coi nha. Ở trong đây ở Mỹ thì họ thay nhớt cho mình là họ họ phi rửa xe luôn cả nhà. Nhưng mà hôm nay trong cái vụ có COVID này đó, không biết là họ có hai cái different là thay rửa xe. Một cái là membership, là chạy xe vô FPD, ngày nào mình vô mình rửa cũng được. Còn một bên đó là rửa xe basic, là giá rẻ. Thì hôm bữa Nhung có đi thay rửa xe á, thì có một bên họ đóng cửa, là tại vì chắc có lẽ là cái mùa COVID này lây nhiễm nhiều quá rồi họ đóng cái lên mà để rửa xe basic, đóng cái lên rửa xe basic, họ chỉ còn cái lên mà membership thôi nha các bạn. Thì chút xíu nữa Nhung đi thay xe, xoay nhớt xe cho ông xã để coi cái nó có cho rửa xe free giống mỗi lần không nha cả nhà. Thường thường là mình rửa là nó có cho free, mình thay nhớt là nó cho rửa xe free luôn nha. Thì Nhung thấy bữa hổm thì có một cái len rửa xe mà basic á, rửa xe basic rẻ tiền á, thì nó đóng cửa, nó chỉ để một cái len mà membership thôi. Thì xe của Nhung thì membership, thì Nhung vô Nhung rửa mỗi ngày Nhung rửa đều được hết. Còn hôm nay thì Nhung đi sự rửa xe thay nhớt cho xe anh Cường nè, mà nó phi kho quá. Nhưng mà hôm nay không biết nó có open bên cái len mà để cho mình rửa xe phi không. Bây giờ mình chuẩn bị đi, chút xíu nữa mình quay vòng vòng cho cả nhà coi cho vui nha. Hello bé Quen, hello chị nè. Hôm nay trời đẹp làm sao, trời đẹp làm sao. Anh lấy cái giỏ em mở cửa lấy kiến, nắng quá. Đây đại ca Cường đây, được đem cái giỏ ở đây luôn nè, em đứng cái chìa khóa ở đây em lấy. Ủa sao nó mở luôn vậy hả? Ê, nó vô lấy cái kiến đeo vô. Hello bé Quen. Có chứ, chị đeo mặt nạ với máp vô hết chứ. Có nha, có trên xe đầy thủ đầy đủ hết. Tại vì nay đi chị thay nhớt xe anh Cường nè. Hello, hello. Anh bên cầm cái máp đeo nè. Mở máp đeo bỏ túi nè, để ngồi vô gỡ cái đi chợ nè. Tưởng lát có đi chơi. Thôi không có cho đi được, nó chừng nào đợi em nó có cái nón có mát để em đang mua về nè, để nó có nón mới cho em đi được. Đi ra chợ đâu có nít trong chợ đâu mà đi vô trong đó. Hả? Ừ, thôi mang giày cho chó đi đi. Cô chải tóc em lại đàng hoàng con. Cường sẵn chất đi chợ coi nè. gạo dự trữ đầy đây, giống như đi tị nạn. Bao tay không vậy hả? Không có bao tay hả? Anh lấy cái hộp. Đây, cái bao tay khổng lồ. Trời đẹp quá cả nhà ơi. Hôm nay hello, hello. Đang uống cà phê, đang uống cà phê. Đang uống cà phê cho nên không có gắn mát vô được. Đây. Đi cà phê đây.
mời 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 có đèm map, đèm vào tay hết chứ. Khung cảnh hữu tình, trời đẹp làm sao. Đây. Hello chị Mỹ ơi, khỏe không chị Mỹ? Bữa nay trời đẹp ngoài quá chị Mỹ ơi. Chị Mỹ thấy cái nhà em bữa nay ông chủ nhà mới ổng chán mới sơn em đẹp không nè. Hôm nay chủ nhật trời đẹp quá, đi đi thay nhớt xe cho ông Cường rồi chở mấy đứa nhỏ, ba nó kêu chở mấy đứa nhỏ đi vòng chơi đi luôn nè. Trời ơi, chải đầu chải tóc lên con. Mấy con chải mà em nó dài. Đây. Nhớ của nhà tháng mấy nay tội nghiệp. Nhớ của nhà tháng mấy nay không có đi đâu. Em để cái này xe anh rồi nha, để có làm đổ xăng cái gì thì lấy ra. Hả? Nhé vậy sao tiện tay anh lấy. Nô anh để đây. Đây nè con, bỏ đây nè. Bỏ đây cho nó gọn, còn mới lấy mớ ra thôi. Lấy mớ ra bỏ cho ba vô đây nè. Hả? Bỏ cho ba. Ôi trời ơi, xài bao tay này à. Không có quan trọng, xài đổ xăng, ba đổ xăng là ba bỏ thôi. Nhiều nhiều vô. Lấy nhiều nhiều vô. Bỏ đây nè, bay quay. Bao tay đưa xu đưa hộp đây mẹ cất lại, trên mới bưng vừa lại nè. Lóc rồi hả? Không chìa khóa đâu lóc hả? Mở cửa lóc. Đang quay cái tự nhiên có người gọi vô điện thoại. Cùng kết quả là chỗ thay nhớt đóng cửa tạm thời, cho nên cuối cùng mình đi chợ. Cả nhà thấy cái này không? Nhung mua hai cái con cua này để lát Nhung làm xào bơ tỏi mặn mặn ăn đó cả nhà, cho ông xã uống vài chai. Còn cái này là ốc lóng tai các bạn, họ luộc xong họ bỏ vô trong cái dĩ này nè đó, ốc lóng tai á đó. Tí xíu Nhung tính một nửa xào xả ớt, một nửa thì làm trộn gỏi ăn đó. Đây, buổi sáng trời đẹp tính đi thay nhớt mà tiệm nhớt đóng cửa rồi cả nhà, cái kết thì không được thay nhớt. Hôm nay là Sunday chủ nhật nha cả nhà, cuối tuần enjoy ăn uống, enjoy today. Đây cả nhà ơi, thì cuối tuần thì Nhung hay làm cái này cái kia cho ông xã ăn rồi mình ăn luôn các bạn. Nghêu này con Nhung thích ăn lắm, cho nên tôi mua cái loại nghêu này nè. Thì ở Mỹ thì chỉ có nghêu này thôi nha các bạn, ăn cũng ngon lắm, Nhung thấy cũng mập lắm đó. Đây là cuối tuần của em hôm nay.
món gì Su? Rice cake and noodle. Tteokbokki. Con gái tự nấu luôn. Hai cô chú đi con. Hai cô chú. Hai phải quân sơ hai đàng hoàng chứ không nhìn. Đây. Chị Su làm cho Michael ăn luôn nè. Nó ăn cái món này món gì mình cũng không biết luôn. Đây. Hôm nay cuối tuần ăn uống. Giờ mình rửa cua nha các bạn. Đây, con cua đây. Đây các bạn ơi, cua nè. Chút xíu mình sẽ rửa luôn cái này. Xong mình luộc. Luộc sơn xong rồi mình sẽ trộn gỏi. Mình cột tóc lên các bạn. Gì các bạn, cái này cả nhà biết cái này cái gì không? Mình thấy sao nó bự quá mà cái này ăn được mà phải không? Tâm mình để đây đi, bây giờ mình không biết để lắc mình cắt nhỏ thôi. Ốc lóng tay họ bán, họ lột sẵn á là 4 đồng mấy nha các bạn. Bớt mình rửa sạch nha các bạn. Họ luộc chín rồi nhưng mà mình vẫn rửa sạch lại, bớt lại cho nó ráo nước, cho nó ra mấy cái nhờ, mấy cái đồ. Dắt nước để lát nhâm trụng sơ lại lần nữa cái nhâm làm gỏi nước sen. Ice cream.
kia nha cả nhà. Ít nhiêu bịch nha cả nhà. Đang quen. Ok, được ta. Nhà Nhung mấy đứa nhỏ thích ăn cái này các bạn. Mình mua hai loại lên nha các bạn. Hai loại kem. Này họ cũng trụng chín rồi, còn lát tí xíu mình hấp sơ lại nha cả nhà, hấp chí xả. Một bình vậy là 4 đô á các bạn. Một bịch vậy là 4 đô la nha cả nhà, 3 đồng 99 nha cả nhà. Rồi, Nhung rửa sơ cái. Đó, bắt đầu quậy á. Đó, bắt đầu quậy á. Đi đâu? Đó, con không có lấy cái đó. Cá thì tự nhiên. Tự nhiên không có gì chơi buồn. Đó, 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 hư bây giờ. Ca nút rồi. Mới trộn xong nha các bạn. Mới trộn nhưng mà để cho nó thấm tí xíu. Thấm tí xíu rồi Nhung mới bỏ rau vô nha cả nhà. Đây Nhung có bỏ nước mắm, tí xíu nước mắm, đường, tí xíu muối. Đó. Bỏ xíu muối thôi, đường với nước mắm nhiều. Giờ Nhung ướp cho nó thấm gia vị chút xíu, Nhung dắt lại cho nó ráo. Tại vì ở đây cái nước nó ra nè các bạn, cái nước sen nó ra nè. Rồi cái đường mình ướp á, nó chảy nước ra, nó ra nước tí xíu, chút xíu nó dắt khô lại. Xíu mình ướp cho nó thấm thì mình dắt khô lại. Mình bỏ rau vô. Sắp nước mắm đây, con Nhung thích ăn vậy các bạn. Ăn hết mười mấy cái rồi đó, còn dưới đây.
cuối tuần thì làm đồ ăn cho con ăn tùm lum hết. Con ăn là mình ăn luôn chứ phải con ăn. Con ăn cho con không? Đây. Ở đây Nhung có một rổ nghêu hồi nãy Nhung xả đá. Thì ở đây họ luộc sơ rồi nha các bạn. Chút xíu mình chỉ hấp sơ lại thôi. Mình hấp sơ lại cho nó thơm, nó xả xong rồi mình ăn ra các nhà. Đây Nhung làm chén nước mắm nè.
cả nhà buổi chiều nha. Hôm nay cơm chiều của mình rất là đơn giản. Thì hồi sáng là tính đi thay nhớt nhưng không được như ý, cho nên vòng về mình đi chợ mình sẽ mua một ít đồ cua Canada nha cả nhà. Mình xào bơ tỏi với lại gỏi ốc lóng tai, mình làm gỏi nha cả nhà, với cái đùi gà chiên nước mắm. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Cây rõ nè, cây mà cái nhà dùng nha. Cơm với cái cua. Ăn cơm không? Quá trời. Cái này ăn cơm với nước này ngon. Cái cà nó ngon. Càng cua ngon quá cả nhà nè. Giờ làm sao cắn để em bưng đập luôn. Làm sao nha. Ngày tháng lắm khi mà cũng thận nó còn sức siêu, cũng thận nó năm mấy bạn tuổi rồi. Cô ngon quá, vừa ăn
thanh niệm nó ai cho mình cô đi rượu trái cây luôn. Cô đi rượu mình chút cho hết đó. Mình đặt lên cái mát đi. Có rồi đó. Mở đi, có rồi đó. Mở thử đi, có rồi đó. Bấm thử coi có rồi đó. Ồ, bấm đi, có đó. Vô còn này cũng rượu luôn mấy em thơm rồi. Cái phóng lộ cái tên gì hả? Đóng đóng lộn cái phóng lộn. Đang vậy rồi. Còn ngon quá trời nữa. Cái này không móc được cả nhà mà lấy đủ một chọt. Cái phần ăn chán chết. Sáng tính mua bò nướng á, ăn muốn ngon. Sáng tính mua bỏ thứ giống như làm trong nhà thì mua về á. Không biết cách làm, bỏ chi bỏ đồ vô. Không, từ hỏi có chơi cũng được, nước mặn thôi.
mảnh cái thôi, sửa cái bột ra cái một nhét cúp vô. Ba cả nhà ơi, hẹn cả nhà video sau nha. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật vui vẻ, bình an nha cả nhà. Bye bye.